hay. Trả về tuyến hay. Kouassi đường sút việt vị mất rồi. Không việt vị. Không việt vị và Quang Hải ghi bàn. Quang Hải ghi bàn ở phút thứ 86. Pha không chế bóng nhịp một và sau đó là một tình huống quay người rất bình tĩnh và sau đó là một cú đặt lòng chân phải hoàn toàn đánh bại, không cho Empassi có một cơ hội để mà cản phá.